đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Em sợ vô người anh á. Nhẹ nhàng thôi. Không sao, không sao. Chiều mén thôi. Chiều mén thôi. Ôi, ôi. Đi. Rồi. 2, 3. Không. Thời gian chúng tôi được tính từ khi hiệu lệnh MC Hô bắt đầu. Hai nhân vật của mình phải được nhảy từ cái bậc tam cấp đó qua đây. Bất kỳ trường hợp nào rớt xuống thì chúng ta nhảy lại. Thời gian vẫn tính như thường. Và khi nào cả hai cùng đứng lên thì lúc đó chúng tôi sẽ công nhận là khoảng thời gian các bạn đã hoàn thành. Dĩ nhiên mực nước luôn luôn từ màu đen trở lên. Nếu như ở dưới màu đen chúng tôi sẽ rót nước lại từ đầu. Rồi bên kia thi trước đi. Quánh đồ giày đi. 1, 2, 3. Hiểu. Chỉ là giao hữu thôi, đây mới là thật nè. Rồi đó. Ăn nhẹ thôi, đừng có ăn vàng. Rồi. Chạy nữa đi. Chạy nữa đi. Ủa, cái là một chung đội đó. Đúng rồi, thì một cặp chứ nó cặp chứ sao. Trời ơi, sao đương cặp yếu nhất đi đầu vậy trời. Là đi, là đi. Dám đâu, chị già mới là cân bằng đó, ok á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, thời gian bắt đầu. Ồ, ồ. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Rồi, con rồi. Thời gian đã trôi qua. Từ từ nha, tôi sợ mấy này quá. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Anh được nhảy lên luôn. Rồi tôi nhảy lên luôn hả? Đúng rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Ê, giờ em giữ thăng bằng đi để anh qua cho dễ. Khi nào luật lên hai người cùng đứng dậy là thành công, hiểu không? Đứng dậy mới thành công. Thành công, thành công. À. Rồi, xong, 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 xong. Để rồi. Thôi có dùng nước đổ ra, nước đổ. Không ra. Sao đâu, đổ, đổ. Sao, sao, sao? Đổ, rồi rót cái khác cho đổ đi em. Đổ cho sàn nó trên đồ em. Đổ cho sàn nó trên đồ em. Anh chơi gì mà. Đâu đừng mình đội mình mà anh. Lượt đầu tiên là mình công bố sao? Bây giờ anh em mình. Gian chân anh nhảy tới không? Cái chân đang bị đau nữa. Trời ơi, đúng không? Thiệt, hôm bữa đi quay bị đau. Chứ còn ba cái này, trời ơi. Ồ. Anh làm được mà, em tin anh. Ai đếm cho tôi đi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ráng bạn, cả nhà. Em cả nhà. Trời ơi. Nước kia nhanh lên. Bây giờ nó bị nước nó trơn rồi mọi người ạ. Đi em à. Rồi. Đúng rồi. Chết. Nhìn về giữa nó mới đỡ. Nhảy ở đây nè, xong em chống cái tay xuống là. Vâng. Ê con. À, chống tay xuống đất rồi. Chống tay đất là thua rồi. Rồi xuống. Coi chừng đập cái ngực vô cái luôn rồi. Đau quá. Nãy giờ cứ bị đập cái ngực vô luôn bao rồi không à. Rồi. Đúng rồi bạn. Nước hết nước rồi. Thêm nước vô. Hết nước là phải đi xuống chứ. Đâu, thêm nước thêm vô. Ok. Rồi ok. Không ok. Nằm như em hồi nãy anh Giang. Đúng rồi. Ui. Vào đi.
Trời ơi, tôi thấy đội tôi ngon rồi. To quá, cùng kỳ quá. Em trước đi, anh sau cho nhẹ nhàng. Em trước đi. Khó mình khó ta. Ngon rồi. Tay thì con ăn rồi được à. Ngon rồi. Anh ngon nặng rồi. Cái này mà ai mà nặng khó chứ. Bạn ơi, nhảy ở đây nè, xong rồi bạn chống tay xuống là nó. Em sợ vô người anh á. Nhẹ nhàng thôi. Không sao, không sao. Chiều mến thôi. Chiều mến thôi. Ôi. Đi. Rồi. 2 3. Trời ơi, gánh nặng cuộc đời. Gánh nặng cuộc đời. Nhưng mà tôi ok mà. Em nghĩ anh trước đi, anh em trước đi. Lực ơi, chữa lại gánh ba đi Lực. Trên lắm. Đó, tôi nghe là em nhảy đồng trước. Vào. Chiều mén thôi. Chiều mén thôi. Chiều mén. Đúng rồi. Nương cái lực về phía bên trái á, nhiều vô. Rồi, buông tay. 1, 2, 3, ok. Yeah. Rồi, số. Chưa đụng vào đâu. Ủa đụng lao vô. Có đụng đâu. Thôi kệ đi, cho nó chấn thương đi. Lao cái này lại. Ủa gì xét vậy, nước. Hết nước rồi. Đúng rồi, chứ sao mấy chịu. Sẵn sàng chưa? Rồi chưa, bên kia ai chơi? Vinh với lại Ngân dạ. Đúng không? Ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, rớt rồi, nhìn thấy rớt rồi. Đâu có dễ em thuộc. Để. Từ từ quen. Đổ nước vô chưa em ơi? Đúng rồi. Đổ nước vô. Anh cố tình quá à. Rồi, Ngân. Ủa gì vậy? Ủa sao em bước vậy được? Đâu có dễ em ơi. Hai chân. Hai chân mới bớt ổn định. 1, 2, 2 vô chân. Vô giữa xíu. Đúng rồi Kinh ơi. Đúng rồi Kinh ơi. Có đổ nước em không? Hết nước rồi. Được. Cố lên. Đúng là kim đồng ngọc nữ. 1, 2, 3. Hay thiệt luôn á. Chứ sao nữa. Cái người nhảy đầu mới quan trọng á. Người nhảy đầu là quan trọng lắm. Dun ơi, anh nghĩ là em nên nhảy trước. Tại vì em sẽ là người tạo ra cái sự cân bằng cho cái này. Nè tôi nói nè. Nước nó văng tới trần nhà luôn. Mọi người đã nói em như vậy, em phải chứng tỏ. Em nhảy một lần em đứng trên đó thôi nha chị. Rồi, lượt đầu tiên tôi ghi nhận rồi. Lượt này tôi sẽ cộng thêm cái thời gian vô. 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi. Không. Bé cây rồi, không cái liên luôn. Nước. Sao nhớ mấy cái mùa mà. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Chưa đổ nước mà. Chưa có đổ nước vô. Từ từ. Rồi. Trời ơi. Khói từ từ. Hai cái chân á. Nhẹ thôi. Hai cái chân thôi. Hai cái chân thôi, đừng nhảy đầu gối.
Tốt. Đúng rồi, bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em xin. Chị giữ rồi, đúng rồi. Nằm xuống chị Ngọc, chị nằm xuống á chị Ngọc. Qua bên trái luôn, Ngọc. Hãy thay bên trái luôn. Đúng rồi, đúng rồi, vậy luôn. Lan Ngọc té luôn rồi, tuyệt vời. Trời ơi. Trời ơi. Được. Cái này nó đang bị nghiêng ra sai quá em ơi. Rồi, nè, cái này ở trong nó không nè có tầng chân một, 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 tầng chân một. Tầng chân một của Juno, tầng chân một. Người ta thấy không? Khoan khoan, để xảy ra qua cho có nước trên mặt. Tầng chân một thôi, đúng rồi. Tầng chân một thôi, đúng rồi. Một chân em vô giữa đi đâu. Không, em vừa nặng thôi, em vô giữa thử nha. Ok. Ok. Ok chị ơi. Đừng có thay. Em giữ cái này đi. Em đâu giữ cái này đi. Nằm bẹp xuống. 1, 2, 3 qua luôn. Nằm bẹp xuống luôn. Nằm bẹp xuống luôn. Được rồi. Rớt hết cả hai cái máy luôn. Theo những gì mà chúng ta nhận thấy á, là khả năng là giờ là bằng nhau là có nha. Đúng rồi, bên này cũng đi 3 lần. Đúng rồi. Có khi tụi em sớm hơn à. Có nha, khả năng là đợi mình chưa chắc thua đâu. Chúng ta chờ xem kết quả. Dạ, có kết quả rồi. Đã có kết quả rồi. Bạn ơi, bạn là MC bên mình đó. Bạn biết đọc sao rồi chứ gì. Cơ cấu hết rồi. Cơ cái cấu gì, làm gì có ai mà có cái cơ để cấu. Đội của tôi 4 phút 37 giây. Trời ơi trời. Học quá tên. Sao vậy hả? Nhanh vậy? Quá trời nhiều rồi. Được các bạn, 3 phút 26 giây. 3 phút 26 giây. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư Me Tươi Nam Bộ mới.